Mình là Nandy, đây là chuyên kênh về thời trang, cặn kể một chút làm đẹp và phong cách sống. Mình tin rằng mặc đẹp sẽ giúp phụ nữ hạnh phúc hơn. Còn thế nào là đẹp, cùng mình khám phá và tìm ra định nghĩa của riêng bạn nhé. Hello các bạn, long time no see. Cảm giác lâu phết rồi mới lại được ngồi xuống và quay một cái YouTube video nói chuyện với mọi người về thời trang như thế này. Thế nên là hôm nay đặc biệt chỉnh chu hơn mọi ngày. Make up, mắt xanh, các thứ một chút để đánh dấu con nốt trở lại sau 3 tháng. Thực sự thì mình xem YouTube gần như mỗi ngày, nhưng mà thời gian qua thì luôn trốn tránh cái việc ghé vào kênh của mình. Và xem là lần cuối cùng mình upload một YouTube video là từ bao giờ. Bởi vì khi đó mình sẽ cảm thấy cực kỳ có lỗi bản thân vì đã không thể keep track được với cái lịch ra video đều đặn như đã kỳ vọng. Mình vốn có thể coi nó như là một excuse, bởi vì thời gian vừa qua thì có khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, thay đổi về công việc và khiến mình không có thời gian để quay YouTube đều đặn nữa. Yeah, đó là sự thật mà. Tuy nhiên thì mình luôn luôn rất ghét những cái lời biện hộ, cho nên mình đã chọn cách trốn tránh một thời gian. By the way, thì trong cái khoảng thời gian mình off YouTube thì mình có quay một số video phối đồ cũng khá là vui ở trên TikTok. Nên là nếu mọi người có quan tâm và đang sử dụng TikTok thì có thể ghé thăm kênh của mình tại địa chỉ này nhá. Cho đến gần đây khi mà có một số bạn nhắn tin cho mình ở trên Instagram và comment ở trên YouTube là lâu rồi không thấy mình ra video mới, thì mình thực sự đủ dũng cảm và ghé vào kênh của mình xem là lần cuối cùng mình up video là từ bao giờ. Thì kết quả là 3 tháng trước rồi mọi người. Thế nên là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm đến mình, nhớ đến mình, cuốn mông mình. And I'm finally back here today. Để đến khi nào mà kênh của mình được 100.000 ý mình là 1.000 sub á mọi người. Không hiểu sao nói từ 100.000 sub mà dù nó rất là dài nhưng nghe lại vô cùng đón tai. Khi nào được 1.000 sub thì mình sẽ tổ chức một cái giveaway để thể hiện cái tình cảm của mình dành cho mọi người. Thế nên là nếu mọi người có thích gì hoặc là recommend món gì thì có thể để lại bình luận phía dưới cho mình tham khảo nhé. Quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là 2021 Summer Trend Report. Trong đó thì mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với mọi người về một vài cái xu hướng của mùa hè năm nay. Mặc dù là bây giờ tháng 7 rồi, có hơi một chút so với dự định của mình. Và chia sẻ với mọi người một số suy nghĩ của mình về những xu hướng này, những xu hướng nào nên đầu tư, xu hướng nào không nên đầu tư, để bạn có thể ít nhất là nắm bắt được thị trường và xem là mình nên chi tiền cho món đồ nào nhá. Tại vì thực sự nếu bạn có theo dõi mình thì bạn biết là mình là một người mua sắm khá là kỹ tính và không mua sắm vừa, đặc biệt là đi theo xu hướng một cách mù quáng. Thế nên mình hy vọng là video này sẽ hữu ích với mọi người. Cùng bắt đầu luôn nhá. Trước tiên mình muốn làm rõ và xác định rõ với các bạn về hai chữ xu hướng trong thời trang và phạm vi của xu hướng mà mình sẽ đề cập đến trong video ngày hôm nay. Nếu mà để nói sâu xa về cái hướng đi, hướng phát triển của một xu hướng bắt đầu từ đâu, phát triển như thế nào, rồi đến tay người dùng như thế nào, có giống nhau ở mọi nơi trên thế giới không, hoặc là có cùng là xu hướng tại một thời điểm hay không, thì nó khá là dài và có lẽ là mình sẽ chia sẻ trong một video khác. Để nói ngắn gọn về xu hướng thời trang bắt đầu từ đâu thì có năm nguồn chính là nơi khởi tạo nên những xu hướng thời trang. Thứ nhất là từ runway, sàn diễn thời trang. Thứ hai là từ những celebrities, người nổi tiếng. Thứ ba là từ fashion bloggers, những người yêu thích và mến mộ thời trang. Thứ tư là từ những cái street style thông thường của mọi người thôi. Và thứ năm cuối cùng là từ những kinh đô thời trang ở trên thế giới. Trong đó nguồn mà có sức ảnh hưởng lớn nhất, tạo ra những cái xu hướng thời trang nổi bật rõ rệt và định hình cái thị trường thời trang trong một khoảng thời gian, trong một mùa, một năm rõ ràng nhất, có lẽ đến từ những sàn diễn thời trang, nơi mà các thương hiệu với những nhà thiết kế tài ba nổi tiếng vô cùng tên tuổi thể hiện cái gu thẩm mỹ, cái khẩu vị thời trang của họ qua bộ sưu tập. Từ đây thì những ngôi sao nổi tiếng, những celebrities hay là fashion bloggers, những người mà luôn đón đầu xu hướng và đồng thời là có khả năng tài chính để chi trả cho những cái món đồ luxury này, thì sẽ diện chúng ra đường, họ xuất hiện trước công chúng, báo chí và người hâm mộ. Và những món đồ họ mặc thì sẽ tự nhiên được công chúng săn đón và như một tín hiệu coi đó là một xu hướng cho mùa mới. Trong phạm vi của video ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến những xu hướng thời trang của mùa hè 2021 đã du nhập vào Việt Nam và đâu đó là đã có chút ảnh hưởng đến cái quyết định mua sắm, quyết định tiêu dùng của những người yêu thời trang và quan tâm đến thời trang ở Việt Nam. Mình sẽ chia những xu hướng trong thời trang này thành 4 nhóm chính để mọi người dễ theo dõi. Đầu tiên là về màu sắc, thứ hai là về phụ kiện, thứ ba là về giày dép và cuối cùng là chúng ta sẽ nói đến quần áo. Dĩ nhiên rồi đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ với hạng mục đầu tiên, đó là về xu hướng màu sắc của mùa hè 2021. Nghĩ là dù bạn có phải là một người hay theo dõi những tin tức về thời trang hay là một tín đồ thời trang thực thụ hay không, thì ít nhiều bạn cũng có thể đã thấy cái sự đi lên, sự xuất hiện dày đặc hơn của màu hồng trong mùa hè năm nay. Bên cạnh những tông màu như là màu xanh lá hoặc là màu tím, cụ thể thì với màu hồng đó sẽ là một cái sắc hồng kiểu hot bright pink hoặc là màu bubblegum pink or raspberry sorbet. Với màu xanh lá thì sẽ là một tông màu kiểu green ash như thế này. Với màu tím thì mình thấy là thị trường Việt Nam còn khá là ít và không được nổi bằng hai màu kia, tuy nhiên thì nó vẫn là một tông màu hot của mùa hè năm nay. Để chứng thực cho sự đi lên của những tông màu này thì các bạn có thể ghé thăm cửa hàng của Zara, một thương hiệu quốc tế luôn luôn đón đầu xu hướng, bắt kịp xu hướng rất là nhanh và đôi khi là recreate lại một số các cái thiết kế của những nhà mode luxury.
đối với bản thân mình, đánh giá về ba tông màu xu hướng này như thế nào thì mình thực sự là thích cả ba tông màu này. Mình cảm giác là các bạn chỉ cần mix cứ 2 trên 3 tông màu này vào với nhau là bạn đã có một cái outfit rất là vui mắt và thú vị rồi. Hoặc dù cho bạn có là một người theo đuổi xu hướng tối giản và chỉ thích sử dụng những tông màu neutral đơn giản cơ bản như là đen, trắng, nâu, be, thì mình nghĩ việc ép thêm những cái item màu sắc như thế này vào tủ đồ của bạn và kết hợp linh động với những cái món đồ màu sắc cơ bản kia thì cũng sẽ tạo ra những cái điểm rất là hay, độc đáo, thú vị và là điểm nhấn mới cho outfit thường ngày của bạn. Thế nên là bạn có thể cân nhắc thêm một số món đồ này vào trong tủ đồ của mình nhá. Nghĩ đến việc bước ra khỏi đại dịch trong một cái outfit mà hồng chói lọi, thể hiện cái sự năng lượng tràn đầy, mình thấy vô cùng là hưng phấn. Tiếp theo ở hạng mục giày dép, chúng ta sẽ thấy có 3 xu hướng nổi lên trong mùa năm nay. Thứ nhất đó là heeled flip-flop, đôi guốc sỏ ngón. Thứ hai là square toe sandals or shoes, những cái đôi giày hoặc là đôi sandal mũi vuông. Và cuối cùng đó là những cái đôi supporty flat sandals, những cái đôi giày với phần đế kiểu dạng đế bánh mì á mọi người, đi rất là êm. Để nói về guốc sỏ ngón thì có lẽ mình nghĩ các bạn cũng sẽ chung quan điểm với mình rằng là trước giờ dép sỏ ngón nó luôn đi liền với hình ảnh khá là chợ, khá là thường ngày. Nó sẽ gắn liền với những cái hoạt động mà ví dụ như chúng ta mặc quần áo ở nhà, đi ra ngoài đường trong những cái lúc mà vội vội này, hoặc là những cái lần đi biển, bởi vì tính thuận tiện của nó. Sự rất là khó để có thể style một đôi dép sỏ ngón để biến nó trở nên trông thật là thời thượng. Tuy nhiên khi mà cái đôi dép sỏ ngón nó được nâng cấp và trở thành đôi guốc sỏ ngón và với phần gót đã được nâng cao lên thì thực sự là nó đã thay đổi cuộc chơi. Nó thay đổi cuộc chơi như thế nào? Nó vẫn mang lại được cái summer vibe cho outfit của chúng ta, nó vẫn vừa dễ chịu phóng khoáng bởi bản chất nó là một đôi dép sỏ ngón, tuy nhiên nó vẫn mang lại một cái sự thanh lịch, chỉnh chu và lịch sự. Và ở đây bạn cũng sẽ thấy sự kết hợp lồng ghép của xu hướng giày mũi vuông trong những cái thiết kế sỏ ngón này. Đối với mình thì giữa ba kiểu mũi giày phổ biến nhất đó là mũi nhọn, mũi vuông và mũi tròn thì mũi vuông luôn luôn là số 1, bởi vì mũi vuông luôn có khả năng kéo đến cho cái outfit của bạn một cái sự gọi là lịch sự, thanh lịch ở mức độ nhất định. Trong khi mũi nhọn là cái kiểu mũi giày mà sẽ mang lại cho outfit của bạn một cái tinh thần kiểu nữ quyền mạnh mẽ, cũng đồng thời là sexy quyến rũ. Cuối cùng thì mới đến mũi nhọn. Và chính nhờ sự kết hợp thêm phần mũi vuông vào trong những cái thiết kế sỏ ngắn này mà mình thấy đôi thiết kế sỏ ngắn này trông cũng không tệ lắm. Tuy nhiên thì bản thân mình đánh giá đây là một xu hướng mà sẽ có tuổi thọ rất ngắn. Thứ khi bạn là một fan của sự tiện lợi và luôn luôn thích ra khỏi nhà chỉnh chu vừa phải nhưng mà thoải mái dễ chịu. Và đối với cái xu hướng mũi vuông thì mình cực kỳ highly recommend mọi người là nên sắm cho mình những cái đôi giày mũi vuông trong tủ quần áo, bởi vì nó rất là dễ sử dụng. Mình sẽ để ảnh ở đây một số cái outfit mà mình có sử dụng với giày mũi vuông của mình cho các bạn tham khảo nhé. Giày mũi vuông trước giờ thực sự vẫn luôn luôn có một cái vị thế nhất định của nó, không cần phải đến năm nay nó trở thành xu hướng thì mình mới mua sắm hoặc là mọi người mới nên mua sắm. Đây là một xu hướng chắc chắn là có tuổi thọ rất dài, thế nên là mọi người không phải lo lắng về việc là mua giày mũi vuông năm nay thì năm sau có hết xu hướng outdated không thì không nhá. Và ở phần cuối cùng trong hạng mục giày dép này là những kiểu giày có phần đế thô và khá là dày. Tầm khoảng 7-8 năm trước thì đây là một kiểu giày mà mọi người hay gọi là đế bánh mì á. Thực sự là mình không muốn có bất kỳ một cảm nhận gì về cái thiết kế giày này cả. Chỉ khoảng 2 tháng nữa từ thời điểm mình up video này thôi là nó sẽ update cho mọi người, thế nên là. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về tada, phụ kiện. Nhẫn này, vòng cổ, mũ và khăn. Cụ thể như các bạn đã thấy trên tay của mình, đây là một cái thiết kế mà mình nghĩ là tối giản nhất trong xu hướng về phụ kiện nhẫn đeo tay của năm nay. Thực sự mình nghĩ là đại dịch, khi mọi người ở nhà quá nhiều và cuộc sống nó quá là boring một màu thì đã khiến những cái xu hướng này đi lên. Những cái màu sắc rất là sặc sỡ và mát mắt, cái thiết kế nhẫn mà kiểu quay về tuổi thơ vô cùng sặc sỡ, cực kỳ dễ thương, so cute như thế này. Thì mình vốn là một người theo đuổi phong cách cũng khá là đơn giản, thế nên là mình chỉ sắm những cái chiếc nhẫn trông như thế này thôi. Bên cạnh nhẫn màu sắc thì mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của những chiếc vòng cổ màu sắc được đính từ những hạt nhựa nhỏ có màu sắc khác nhau, chen vào giữa là những cái thiết kế kiểu miếng nhựa có mặt cười á mọi người. Thì mình thấy nó khá là thú vị. Thậm chí những cái vòng cổ như thế còn được mọi người DIY thành những chiếc dây để mà thắt vào điện thoại á mọi người. Thực sự thì mình đánh giá đây là một xu hướng khá là vui. Tuy nhiên thì chắc chắn rồi nó sẽ không có tuổi thọ lâu bền đâu, nhưng mà bởi vì giá của nó khá là rẻ và đặc biệt là trong thời kỳ dịch thế này thì mọi người, nếu mà mọi người buồn thì có thể mua về tự làm một vài chiếc vòng không đeo được lên cổ thì có thể đính vào điện thoại hoặc là gắn vào túi xách thì mình nghĩ cũng khá là hay, thế nên là mình cũng không có anti cái trend này cho lắm. Đấy, chứ chúng ta dịch ở nhà đã quá buồn rồi mọi người ạ. Còn với những thiết kế nhẫn như thế này thì nghĩ là mọi người có thể mua và đeo một cách nghiêm túc. Hoặc đặc biệt là khi mà mọi người kết hợp những cái món đồ như thế này với quần áo hoặc là váy linen trong mùa hè thì mình nghĩ nó cũng khá là thú vị. Thế nên là buy this. Tiếp theo, bên cạnh những phụ kiện như vòng và nhẫn thì mùa hè luôn luôn chứng kiến sự trở lại của những phụ kiện như là khăn và bucket hat. Không cần biết là năm 2021, 2022 hay là 2020. Tuy nhiên cái sự khác biệt của bucket hat trong mùa hè năm nay đó là mình nhìn thấy những thiết kế again lại vô cùng sặc sỡ màu sắc, vô cùng là cùng vai với những cái nhẫn và những cái vòng hạt nhiều màu sắc mà mình vừa đề cập đến ở phần trước. Chiếc mũ này của mình thì là mũ bucket dùng trong mùa đông, thế nên là mình chỉ lôi lên. That's a sign.
Còn với khăn thì có mùa hè chúng ta sẽ luôn luôn có xu hướng sử dụng khăn để thêm vào tạo điểm nhấn cho những cái outfit rất là đơn giản của mùa hè. Chúng ta dùng khăn để buộc tóc này, để quấn thành turban này, hoặc là để mặc thành những cái thiết kế áo. Thực sự thì khăn không phải là trend, và cái kiểu buộc áo như thế này thì nó cũng không phải là trend. Nó đã xuất hiện từ khoảng, mình nghĩ là khoảng tầm 4 năm trước, là trên YouTube đã có những cái clip hướng dẫn cách thắt khăn thành áo kiểu như thế này rồi. Thực sự thì cứ đến mùa hè là mùa của khăn, thế nên là mình không coi đây là một xu hướng, mà bạn hoàn toàn có thể đầu tư đâu đó khoảng tầm 3-4 chiếc khăn trong tủ đồ quần áo của mình. Những bạn có thể dùng vào mùa hè và mùa đông thì cũng rất là thú vị. Điều thế nên là, mua thôi, không có gì phải bàn cãi cả, không có gì phải suy nghĩ cả. Và ở hạng mục cuối cùng là về quần áo, thì thực sự mùa hè năm nay mình không thấy có một cái xu hướng lớn nào đối với quần áo cả. Tuy nhiên là có một cái, hai cái xu hướng mà cái mức độ phổ biến của nó cũng ở một cái tầm gọi là không quá rộng, nhưng mà cũng được đón nhận rất là nhiều. Đó là kiểu áo tummy tie, áo crop top có phần dây dài và được buộc ở xung quanh bụng. Thì thực sự mình đánh giá đây là một cái thiết kế khá là hay. Nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chí là đơn giản với phần áo. Và cái phần dây đó thì mọi người có thể hoặc là buộc nó như thế, hoặc là tóm gọn lên ở phần trong cũng không có vấn đề gì cả. Mình cũng đã từng upcycle một chiếc áo sơ mi mà mình không sử dụng đến, theo cách biến nó thành một chiếc áo có thể buộc dây ở quanh bụng như thế này. Đây là một chút video clip ở trên TikTok của mình để chia sẻ với mọi người cũng có thể xem cái việc mà mình biến một cái chiếc áo không dùng đến trong tủ thành một chiếc áo trendy như thế này thì cực kỳ đơn giản. Và mình thích xu hướng này. Nó là một cái sự upgrade của một chiếc áo crop top hoặc là một chiếc crop shirt đơn giản. Còn đối với quần thì chúng ta chào đón Bermuda shorts, kiểu quần short nhưng mà không quá ngắn, nó sẽ có khoảng tầm đâu đó chiều dài đến đầu gối hoặc là trên đầu gối một chút. Ta gọi là Bermuda shorts hoặc là long shorts à mọi người. Thiết kế ở trên này thì vẫn là có bản cạp như một chiếc quần âu bình thường, khá là timeless. Mọi người có thể kết hợp với nó với những chiếc áo phông trắng bình thường này, áo phông màu sắc, hoặc là kết hợp với tank top vào mùa hè. Sơ mi cũng rất là ok, nói chung là mọi thứ. Cái chiếc quần này có thể coi nó như là một cái trouser cơ bản ở trong tủ đồ của bạn ấy, nhưng là phiên bản mùa hè được cắt còn nửa gấu. Đối với một số bạn có đi làm công sở mà không yêu cầu là phải mặc áo trắng quần đen thì bạn có thể chọn những cái chiếc Bermuda shorts mà có chiều dài vừa trùng gối một chút, thì bạn vẫn có thể style cái chiếc quần này để đi làm được. Đối với trend quần áo của mùa hè 2021 thì a big yes from me cho áo tummy tights và Bermuda shorts. Tổng kết lại là khi nói đến xu hướng và việc mua sắm theo xu hướng thì mình muốn bạn cân nhắc suy nghĩ kỹ về một số yếu tố, đó là có tuổi thọ lâu bền không, có dễ phối đồ hay không, có thoải mái tự tin và phù hợp với phong cách cá nhân của bạn không. Hãy là một người mua sắm thông minh và sáng suốt bạn nhé. Hy vọng là mình đã cung cấp cho các bạn được một số thông tin hữu ích trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.